Hành trình 20 năm của Ronaldo tại Euro, có niềm vui vỡ òa, có nước mắt cay đắng, nhưng điều còn lại sau cùng là sự vĩ đại. Ronaldo là cầu thủ duy nhất trong lịch sử tham dự 6 kỳ Euro. Siêu sao Cristiano Ronaldo đã kết thúc hành trình của mình tại Euro 2024 sau khi tuyển Bồ Đào Nha bị loại trước Pháp vào sáng ngày 6 tháng 7. Trong lần cuối tham dự, Ronaldo không thể hiện được nhiều, hứng chịu nhiều chỉ trích. Thế nhưng, nhìn lại cuộc hành trình 20 năm của Ronaldo tại Euro, anh không có bất kỳ điều gì phải hối tiếc. Euro 2004, tiếc nuối trận chung kết thành tích của Ronaldo, 6 trận, 2 bàn, 2 kiến tạo OS. Năm 2004, cậu thanh niên 19 tuổi ủi Ronaldo có lần đầu tiên ra mắt tại một kỳ Euro. Đáng nói hơn, năm đó Bồ Đào Nha được chơi giải vô địch châu Âu trên sân nhà. Và rồi, Ronaldo đã không mất nhiều thời gian để tỏa sáng. CR7 ghi bàn ở ngay trận ra mắt giải đấu, cùng các đàn anh tiến một mạch đến trận chung kết. Thế nhưng, năm đó kỳ Euro là câu chuyện cổ tích của người Hy Lạp. Hình ảnh Ronaldo bật khóc sau thất bại cay đắng ở trận cuối cùng khiến nhiều người đến nay vẫn xót xa. Euro 2008, quả bóng vàng hụt bước. Thành tích của Ronaldo, 3 trận, 1 bàn, 3 kiến tạo. CR7 bước vào Euro 2008 với sự kỳ vọng lớn lao khi anh vừa trải qua một mùa giải cực kỳ thành công cùng MU và coi như cầm chắc quả bóng vàng. Khi bước vào giải, Ronaldo làm không tệ với 1 bàn, 2 kiến tạo ở 2 trận đầu tiên. Ở lượt cuối vòng bảng, Ronaldo được nghỉ do đội nhà đã chắc suất đi tiếp. Dù vậy tại tứ kết, thời điểm đó Euro chỉ có 16 đội nên không có vòng 1/8, Bồ Đào Nha để thua trước một tuyển Đức bản lĩnh hơn. Euro 2012, đeo bằng đội trưởng, giành vua phá lưới. Thành tích của Ronaldo, 5 trận, 3 bàn, không kiến tạo. Euro 2012 là lần đầu tiên Ronaldo tham dự giải đấu với tư cách đội trưởng. Năm đó, Bồ Đào Nha ra quân không như ý với trận thua Đức 0-1. Tuy nhiên, Ronaldo đã trở thành đầu tàu giúp toàn đội chiến thắng 2 trận còn lại của vòng bảng. Trong đó, trận gặp Hà Lan, Ronaldo đích thân lập cú đúp mang về chiến thắng 2-1 cho đội nhà. Tại tứ kết, Ronaldo tiếp tục cánh tim với bàn thắng duy nhất. Tuy nhiên, Bồ Đào Nha bị loại trên loạt luân lưu nghiệt ngã trước Tây Ban Nha. Dù sao an ủi cho Ronaldo khi với 3 bàn có được, anh cũng đồng sở hữu danh hiệu vua phá lưới. Euro 2016, niềm vui vỡ òa. Thành tích của Ronaldo, 7 trận, 3 bàn, 3 kiến tạo. Chắc chắn với Ronaldo, anh sẽ nhớ nhất kỳ Euro 2016. Toàn đội khởi đầu không tốt với 3 trận hòa ở vòng bảng. Dù vậy, may mắn khi năm đó Euro đã được nâng lên 24 đội, và 4 đội có thành tích thứ 3 tốt nhất vẫn giành vé đi tiếp. Suất may mắn này vô tình đưa Ronaldo và các đồng đội vào nhánh đấu dễ hơn. Toàn đội lần lượt thắng Croatia, Ba Lan và xứ Wales trong trận chung kết gặp Pháp. Màn so tài cuối cùng, Ronaldo phải rời sân sớm vì chấn thương. Tuy nhiên, Eder sắm vai người hùng ở hiệp phụ giúp Bồ Đào Nha lần đầu vô địch Euro. Ronaldo thừa nhận đây là danh hiệu đáng nhớ nhất sự nghiệp. Euro 2020, dừng bước trong cay đắng. Thành tích của Ronaldo, 4 trận, 5 bàn, 1 kiến tạo. Ronaldo tỏa sáng rực rỡ tại vòng bảng Euro 2020. Rơi vào bảng tử thần với Pháp và Đức, Bồ Đào Nha phải sống bằng hơi thở mang tên Ronaldo. Siêu sao người Bồ ghi 2 bàn trong chiến thắng 3-0 trước Hungary, ghi 1 bàn trong trận thua Đức 2-4, ghi 2 bàn trong trận hòa Pháp 2-2, thêm một lần vượt qua vòng bảng với suất đội thứ 3 tốt nhất. Lần này Bồ Đào Nha không thể tiến sâu. Toàn đội thua 0-1 trước thế hệ vàng của Bỉ tại vòng 1/8. Euro 2024, cái kết buồn. Thành tích của Ronaldo, 5 trận, 0 bàn, 1 kiến tạo. Ronaldo trắng bàn thắng tại Euro 2024 dù được trao không ít cơ hội. Giải đấu này cũng là lúc người hâm mộ nhận ra CR7 cũng đã già. Dù vậy, Ronaldo vẫn khiến các fan ngả mũ bởi tinh thần nỗ lực hết mình. Siêu sao 39 tuổi có đêm đáng nhớ với chiến thắng nghẹt thở trước Slovenia tại vòng 1/8. Dù vậy, trận thua trước Pháp ở tứ kết đã khép lại tất cả. Ronaldo rời Euro với tâm thế ngẩng cao đầu, của một huyền thoại giải đấu. Kỷ lục của Ronaldo tại Euro: cầu thủ chơi nhiều trận nhất, 30 trận; cầu thủ tham dự nhiều kỳ Euro nhất, 6 kỳ; cầu thủ ghi nhiều bàn nhất, 15 bàn; cầu thủ có nhiều kiến tạo nhất, 8 kiến tạo.